Chưa bao giờ em dám nghĩ anh Hưởng nhà em, anh ấy lại ra đi sớm như thế. Ra như cái tai nạn ấy chỉ là một cơn ác mộng. Khi em tỉnh dậy, anh Hưởng vẫn luôn ở bên mẹ con em. Thôi em, Hưởng ra đi cũng gần 3 tháng rồi. Em cứ thế này, cậu ấy ra đi cũng không thanh thản được. Cố gắng lên em. Hôm nay em đến đây là muốn nhờ anh một việc ạ. Có việc gì em cứ nói. Anh Hưởng nhà em, anh ấy ra đi đột ngột quá. Anh ấy chưa kịp trăn trối gì với em cả. Anh chơi thân với anh ấy. Anh có thấy anh ấy tâm sự với anh là anh ấy vay tiền của ai hay là cho ai vay không? Nếu như mà anh ấy vay tiền của ai thì em biết đường. Em có thay anh ấy trả nợ anh ạ. Cái việc này thì anh cũng không thấy Hưởng nói gì với anh. Anh cũng không biết là có ai nợ nó không hay là nó nợ ai, anh cũng không rõ cả. Thế ạ? Ừ. Tùng đây, 20 triệu đây. Ông đếm lại đi. May quá, thiếu 20 triệu không biết vay ở đâu. May có ông đấy. Đây là quỹ đen của tôi. Vợ tôi không biết đâu, bí mật của ông với tôi nhá. Tôi cảm ơn nhá. Ừ, ra làm đi. Đây là tất cả những gì anh Hưởng để lại ở quán. Em đã đóng gói trong hộp này rồi. Chị mang về làm kỷ niệm ạ. Chị nén đau buồn nhá. Có gì còn nghĩ cho em bé nữa. Chứ bây giờ chị khóc nhiều, suy nghĩ nhiều, con nó cũng buồn đấy ạ. Ừ, chị cảm ơn em nhá. Em cảm ơn em. Phương này cũng khổ. Mới lấy chồng có 1 năm mà tự nhiên chồng lại mất. Lúc bầu bí thì tự nhiên mất việc, phải phụ thuộc hết vào kinh tế của chồng. Đến bây giờ tự nhiên ông Hưởng ông mất như thế này, không biết bà dựa vào ai nữa. Đúng là khổ trăm bề mà. Mà bây giờ nhá, nếu mà ông Hưởng ông có cho ai vay tiền ý thì cả gia đình cũng không biết đường mà đòi cơ. Em bảo nhá, người chết ý không phải là hết đâu. Em nghe người ta kể nhiều rồi, có những người đi vay tiền xong rồi á, người ta gặp nạn thế là ỉm luôn không trả, thì thế là bị ma ám đấy. Nói đến tao tỉnh, làm việc đi, không là chủ nhìn thấy ngồi chơi để trừ lương cho đấy. Loan này, em có biết địa chỉ quê của anh Hưởng không? Làm gì ạ? Anh đang tính là xin nghỉ chiều nay, về thắp cho anh em nhang. Anh nghĩ như thế là đúng đấy. Như thế mới là người anh ạ. Em có địa chỉ. Thế tốt rồi. Em nhắn qua điện thoại cho anh nhé. Vâng. Em cảm ơn. Thank you.